Nói chung là cứ quanh quanh quần quần biết nhau hết, thế là tốt nhất là cứ vui vẻ, đừng giờ quẹ được. Biết chú lịch ngõ mà ai Nhôm Hưng Yên không? Không. Tế Điên gấu không chú? Tế Điên là em chú. Tế Điên Nam Định. Có cả đây à? Đó là Nam Định. Nó là em mà nói quý quý à, bằng này chú Tế Điên gấu không chú? Anh Tế là cũng chất lượng đấy, chất lượng đấy. Anh Tế biết nhiều người mà. Anh Tế điên, anh chở vợ điên thôi. Nhưng nhiều tiền lắm, bắt được trẻ nhiều tiền. Tế lắm mối lắm chú ạ. Quay về đây này. Chú Sơn đi. Chị quay bộ đội VIP ạ. Không ạ, đừng nói. Như anh em mọi như anh em hết nhá, không VIP bụng rồi. Mọi người nhá, chỉ như thế. Mình là một công dân nhiều nước của Việt Nam thôi, chứ không phải bộ đội như anh ạ. Lâu quá. Cháu chưa gặp chú. Yeah. Hôm nào gặp, chạy qua 127 quê. Ơn làm rồi. Đúng cháu mới là khải đêm hơn. Tuấn gì tôi biết. Bác Minh Thìn ơi. Mẹ chẳng biết được bác Minh Thìn là ngồi đây. Biết đâu bọn nó. Bác Minh Thìn nữa. Bác Minh Thìn đâu. Bác ở đâu, Minh Thìn đâu. À, bác vừa đi qua rồi. Bác bây giờ già rồi. Bác thích sống chất luôn. À, bác thích. À, bác thích sống chất luôn. Bác thích nhá. Chào bác. Sao mai đông mày đúng không? Chết rồi, ai gọi đây là chúa. Gái đừng gọi vợ ngồi đây. Anh đây. Em nhìn đối diện đang có cái quán có đèn lồng này, anh đang đứng này. Anh ơi. Đấy, các cháu anh kể chuyện đi. Tù đúng không? Bên như này. Không, anh Tế điên là Nam Định, nhưng là thật sự là anh cũng là em anh mà anh cũng hiểu hết về nhà rồi ấy, thấy chưa? Thế là bây giờ kể không? Kể cũng thế nhau bây giờ. Nhưng mà hai anh em mà kể như nhau hơn. Bây giờ mình phải thế. Anh không nhắc thằng Tế mà không nói thằng đấy. Biết gì không? Biết bây giờ phải biết lái xe ô tô và quánh vi tính ba hộ chiếu ba căn cước thì mới là hàng xịn. Rồi lái xe nước ngoài biết đấy nhỉ, đúng không nhỉ? Đúng không? Bên nước ngoài biết đấy nhỉ? Biết chứ anh. Thằng nào mấy thằng ở bên Tây Tạng nó hỏi chú. Tây Tạng. Anh ơi. Không. Chó ớt vào đem nữa. Hôm nay mình rảnh nên ngồi chơi. Ngày mai nếu mà công việc của mình mà phải lên cộng đồng mạng thì mà nói ngồi ở đây thì mình sẽ sẵn sàng mệt cũng được. Vợ lườm kìa. Đâu? Vợ nào không lườm. Vợ lườm đấy chú. Vợ này nhá, yên tâm là không bao lườm. Vợ này là vợ tuyệt vời nhá. Nhưng mà không là lình vợ như cái gì đúng thôi, công bằng mà. Láo bẻ khổ. Nhưng mà người ta tốt phải nói là tốt. Đó. Anh hai tới đây. Hả? Anh là người có lãnh đạo cũng được cũng lắm. Thế là mặt không đến mờ mẹ mắt. Chú nói chuẩn luôn ạ. Đúng không? Vợ phải thế. Vợ mình là nhất rồi, nhưng công việc của mình mà đúng thì vợ mình không thể lấy được. Lạnh thế rồi, ngồi lấy gió luôn. Mình đàn ông ý, sợ vợ gì cũng được, không phải là sợ. Mẹ ghi đây. Đấy ạ.
Hả? Giới hạn độ tuổi cho phiên dịch như thế nào? Okay. Chế độ tuổi hỏi xin 972 đủ tuổi nhá. Tuổi tí. Đúng là tuổi tí đấy nhá, tuổi tí. Chú Minh Khánh có phải là ở trên Bưởi không? Nhà Bưởi không? Ngày xưa trực mùng 10 đúng không? Hỏi lò cỗ đúng không? Là chú Minh Khánh đấy không? Là chú sợ nhầm mà. Nếu mà đúng chú Minh Khánh đấy là đúng chính xác. Chú Khánh ở trên Bưởi. Em ruột là Thọ á. Hà Mộc Lâm Định đúng không? Chú Hà Mộc à? Cho chú hỏi thăm chú Hà nhá. Bảo chú Hà là chú Sơn thì có hỏi thăm nhá. Em ra xin 9 triệu anh đừng đánh em kể. Tôi điên lại đánh em. Không bảo anh em nhé tôi. Ông nào ông cứ nói mọi người tưởng tôi là đầu gấu. Hả? Thôi chơi thôi chứ. Điên mà. Chú Sơn nếu mà làm bạn, chú Điên là gọi anh, chú phải gọi bằng anh. Lâm Định ấy, chú gọi bằng anh. Chú Sơn Điên này, chú phải gọi bằng anh. Chết rồi. Chết rồi nhưng tôi đang hỏi nhá là gọi bằng anh. Chú Sơn Điên nhiều tuổi nhá. Chú Sơn Điên trên trung một lớp. Này là anh chẳng như Hàn Quốc thế. Thế á, chắc là thằng tin nó chỉnh cái điện thoại này chưa. Vừa xong lọ. Bây giờ trắng thật nhỉ. Trắng trắng đấy. Anh Sơn lên tí nữa. Hôm qua xem TikTok không? Trông này bố vợ đấy. Đừng đùa. Hôm qua có ai xem TikTok không? Bố vợ đăng TikTok thật sự là mẹ. Cười lên trong lòng buồn lắm. Mình mất cô con gái rồi.